Chào mọi người nhá, chào mọi người, chào tất cả anh em vừa xem stream nhá. Có ông nào ra thêm cho tôi mấy cái kèo giống như ông Nguyễn Việt ông nào? Phải chơi bài này bài kia không thì unfriend luôn, unfollow các thứ luôn ông nào để tôi cũng biết nào. Mới vào nó có quảng cáo đặt cược của ủi vãi đấy. Bạn nào mà chụp được hình cái quảng cáo đặt cược ấy thì bạn nào mà thấy có chạy quảng cáo đặt cược, các bạn chụp lại hình gửi vào Facebook cá nhân cho mình để mình report lên Facebook. Bởi vì đấy là một điều bắt buộc không được xuất hiện ở trên Facebook của streamer các bạn nhá. Nên là bạn nào mà thấy có dấu hiệu gì đấy của đặt cược rồi là các thứ ấy, các bạn nhớ report lại ngay cho mình, report lại ngay lập tức. Để mình còn báo lên Facebook để nó khóa mấy cái đấy lại, không phải toang á, mệt luôn á. Gặp quản lý của TG kìa anh, đâu mình mời Phúc vào chơi mà. Rồi mời Phúc vào, Phúc bắt hai con giống hệt mình luôn, Phúc ơi, Phúc ơi. Bắt bài hơi giống nhá. À quên mất, không đưa cho Phúc cái link Discord. Đúng rồi. À mà có chat in game mà đúng không? Có chat in game mà, chẳng qua là ông ấy không ở trong in game để chat cùng mình thôi, chứ mình bật chat in game mà. À như vậy là chắc là Phúc định chơi bài hộ vệ ha. Ờ đúng rồi, Phúc bảo Phúc test hộ vệ. Sao? Test bài hộ vệ mà đúng không? Để tôi bán hộ vệ cho ông chơi đã nhá. Ừ, để chứ. Chơi bài hộ vệ giáp máu. Hôm qua giờ bán 200 điểm rồi. Ok được. Có gì đâu, tôi bán bài hộ vệ cho ông, đơn giản. Này, tôi ra Javan này, Rakan này, không sao, tôi bán rồi, bán hết rồi. Tối qua họp với team xong tụi nó có trình cho bài này, đánh xong đánh con phải. Có trình như kích. Có trình tế thì chết rồi, hại rồi, nó hại ông rồi. Ôi dồi ôi. Đồ thế này thì chết luôn đấy các bạn ạ. Đồ này đi luôn rồi đánh đấm gì nữa. Anh ba hồi trẻ huy chương bạc giải cầu lông trẻ đánh ơi á. Ui thật luôn. Biết chơi cầu lông thật luôn. Ngày xưa tôi hạng nhì Hà Nội đây, đéo nói gì thôi. Vẩn mấy cái giải huy chương trẻ gì gì. Buffet của ba gà tôi sợ gì. Giáp máu à? Được, giáp máu không? Giáp ba giáp máu tôi xài làm cái gì? Như này được hơn này các bạn này. Cũng phải có tí vitamin giữ máu chứ. À ha. Gì nữa má. Nên level chống sốc thôi mà cũng bị ping nữa. Xe ba ra điện à? Ôi thế thì hơi căng. Em Mạnh có nhớ Hồng Hạnh không? Hồng Hạnh là ai hả bạn? À Hồng Hạnh là đợt đi Quảng Ninh mình ăn hải sản Hồng Hạnh xong rồi có bạn ra chụp ảnh là bạn ấy gì? Trời ơi mình nhớ lắm bạn ơi. Thế là hôm đấy bạn gặp cả mình cả vợ mình đúng không? Nói chung là không phải là quảng cáo, nhưng mà công nhận là xuống Quảng Ninh thì các bạn phải ăn cái quán Hồng Hạnh đấy. Thủ sư bố mình được một người bạn giới thiệu. Xong rồi từ đấy trở đi vợ mình với mình nghiện con mẹ quán Hồng Hạnh này luôn. Lần nào xuống Quảng Ninh cũng phải đi quán này ăn. Mẹ nó ngon là gọi là rơi vào cái tầm binh luôn. Hôm trước đọc bài báo thấy ảnh anh Mạnh ngồi giữa team Sài Gòn Joker gồng ngồi. Ui tại cái thời Sài Gòn Joker cái thời đấy mình đẹp trai vậy luôn. Nói đấy phải khách khí, cái thời đấy mình đẹp trai thật. Giờ phong độ nó hơi giảm sút nhưng mà được cái là vẫn đẹp trai, cũng tạm tạm. Bây giờ vẫn ổn mà, bây giờ nhìn mình nói chung là vẫn ổn. Vẫn ok. Mấy ông này bài khỏe đéo chịu được. Đi phải ông múc tim theo mình luôn ạ, láo ấy lìn ạ. Đéo tin được ạ, ông ấy múc tim theo mình ạ. À em
gặp anh ở sân Hạ Long luôn này. À, vợ chồng mình cơ bản là thích đi Hạ Long để chơi, bởi vì Hạ Long là cái địa điểm mà gần Hà Nội nhất mà mới có mấy cái khu kiểu công viên nước to to, rồi là mấy cái khu công viên chơi to to các thứ đấy. Lần này thì cũng phải nói thẳng luôn là cũng đéo phải là quảng cáo cho sân Hạ Long nha các bạn nhé. Mình không ăn được cái xu nào ở đấy đâu, nhưng mà ở đâu vui thì mình nói cho các bạn để các bạn biết mà đi chơi thế thôi. Ông nói mà mặt không ngượng tí nào nhở? Ơ kìa, thì mẹ đéo hiểu sao lại mặt ngượng cái gì? Thôi tôi đẹp trai thật, đéo hiểu sao tôi phải ngượng ấy, đi các mẹ. Tôi nói cái điều mà tôi bốc phét ra cho các ông thì có thể là tôi còn ngượng chứ đi mẹ. Cái thời đấy tôi đẹp trai thật, ngượng cái đéo này nhở, đi các mẹ. Kiểu gì bảo mình phải ngượng ạ. Được rồi, hóa ra bây giờ người đẹp trai đéo được nhận mình đẹp trai. Được, mấy ông nghĩ thế được. Xong nhặt đai lưng à? Ấy. Đai lưng bị lấy rồi. À. Không mà công nhận tối đánh bài này vui lắm. À. Kiểu kẹp con bát vô hát kinh nghiệm á, lên 9. Mới qua rào về chim á, mà lên level 9 rồi. À đúng rồi. Bài này game à? Ôi mẹ chết rồi, có nên chơi chuyển siêu công nghệ nhỉ các bạn nhỏ, ra được siêu công nghệ rồi này. Hay cùng đao. Tự nhiên ra hai bên lại phải chơi các bạn ạ. Mình cũng không định chơi nhưng mà ý là nó tự nhiên nó rốt như này thì chắc là mình cứ bắt thôi. Cũng được mà, không đến nỗi. Quan trọng là chúng ta đép được, giữ được máu là được rồi. Mày quá kịp bán, mẹ. Hơi lủng củng tí bĩnh. Ui, giái pé này không? Giái pé gì đi xem đội hình căng thế. Ui, mẹ toàn bố đời hết rồi. Bán máu nuôi chồng này, mẹ chịu. Hải Phòng chuẩn bị ở Vin Wonders à? Ờ Vin Wonder hay mà. Nghe mày nói phét anh cười rớt mẹ nước đái đi ra đâu. Anh Hoàng Anh nói thế em nói phét phét gì đâu mà anh. Em là em kể chỉ sự thật. Ngày xưa em đẹp trai thì em nhận là em đẹp trai, mẹ em có nhận bây giờ em đẹp trai đéo đâu. Ngày xưa em đẹp trai thật. Cái thời đấy mẹ mày cao không đéo biết thì thôi, tôi đi học ở trường hồi đấy tôi học cao đẳng công nghệ thông tin ý. Thì cái trường cao đẳng công nghệ thông tin của bọn tôi ấy thì nó lại có một cái dãy ở phía bên ngoài ấy là dành cho khu kế toán các thứ ấy. Kiểu bọn kế toán học nhiều nữ mà. Mỗi lần tôi đi qua cái hành lang đấy thì thôi rồi Lượm ơi, các em đứng bên dưới vậy. Mẹ gọi tên tôi thì cứ phải gọi là gọi tên em trong đêm. Phê mà em. Nhưng mà qua rồi, qua cái thời mình đẹp trai quá đáng đấy rồi. Bây giờ thời mình cũng kiểu bình thường thôi. Vợ xài hao mà, các bạn mà có muốn chê thì cứ chê vợ mình xài hao nhá. Chứ còn mình nói chung là ổn, mình vẫn ổn. Tự nhận là cái tố chất bản thân của mình là ổn đấy. Thế mẹ đéo hiểu sao phết, tức là tôi đang nói thật. Tôi đang kể thật, tôi biết câu chuyện nó khó tin nên là tôi đang phải kể trên một cái tông điệu nghe nó có vẻ là dễ tin hơn cho các ông. Thì tôi biết là nó khó tin. Nhưng mà cái gì sự thật nó là sự thật, thế thôi. Con người khác con chó ở chỗ là nó biết ý thức các bạn ạ. Mình là người có ý thức, mình biết mẹ mình...
cái nào là thật, cái nào là giả, mình kể cho các bạn thì các bạn cứ không tin. Sự thực nó rành rành ra đấy. Cảm ơn Phạm Trung Hậu nha. Tát vợ mà làm cái gì? Vợ tôi chỉ confirm cái điều đấy thôi. Vợ tôi á, đi ra ngoài suốt ngày. Ui, ngày xưa anh Mạnh đẹp trai lắm. Nhưng bây giờ đỡ rồi. Đấy là không biết là ngày xưa tôi đẹp trai thật. Nhưng mà đấy là do vợ tôi sai hao. Dòng đời nó sâu đẩy quá. Biết sao giờ. Còn đi em ơi. Mẹ, còn về là PK này các bạn này. Ui, thì mày là PK Minh phải không? Đi cái về là PK sướng phải không? PK Minh thực sự luôn ạ. Cần chúng ta bán cái này đi nhá. Hay là lên mẹ 6 nó cho lực ta. Lên 6 mất tận 12 đồng. 12 đồng thì chúng ta không còn cơ hội để tròn tiền nữa. Mà lên 16 bây giờ thì chả cho được cái con gì quá ngon vào ấy. Toàn con lởm mà. Cứ lên thì bắt đầu giữ được win switch các bạn ạ. Thế này đi. Nó đầu hàng rồi. Nó top 8 rồi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Vừa mất mic à? Hỏng. Bây giờ bắt gì hả các bạn? Bây giờ bắt gì? Lấy cái gậy quá khổ thì mất rồi. Được cái gậy quá khổ làm nó set bắt luôn rồi. Lấy gì bây giờ nhở? Thực ra tôi cũng không biết lấy cái gì đâu. Mẹ kháng phép mày đi. Cùng lắm làm vuốt rồng cũng được. Thì cho chơi kiểu Irelia siêu tanh ấy. Tôi định nhặt con Grena lấy cái team, lấy cái lốc này. Nhưng mà mất rồi.
Thật nào ngay người anh em giải vé. Được đấy. Được quá lo. Lại echo nhá. Mật thám sơ ven mà, bởi vì con ven nó cứ lộn lộn ấy. Trừ khi nào nó con Lockton ấy, nó nhiều có đồ mana sẵn. Nó nhảy vào nó chỉ cần chém hai cái thôi là nó lên được cái fear luôn ấy, thì nó sẽ counter ven, còn nếu không thì nó sẽ sợ ven. Nhưng mà mình gặp bài này bây giờ mình thua này. 4 tiên phong này là mình thua này. Bài mình còn gì có đam phép đâu. Bài mình còn đam vật lý à. Gặp con củ lì nó là thua. Cho này cầm tạm bút rồng luôn đi các bạn này. À tôi không cần lắm. Bạn khá quá nhỏ. Bạn tôi on muộn giống tôi vậy. Hôm nay tôi phải gọi là đón vợ Châu ạ. Châu on vào Discord đi. Alo. Nghe chưa Châu ơi? Alo Châu ơi. Đủ. À đây. Tưởng nếu nghe thấy, tưởng lỗi mic. Chơi thời không ven đi không? Thời không ven á? Chơi mẹ siêu công nghệ ven đi. Có cung xanh rồi, 2BF rồi, đi mẹ chơi siêu công nghệ luôn. Đúng mẹ luôn, đéo gì. Tên quái Red Dog thế. Đồ chán vãi lìn, đéo hiểu sao kêu Red Dog. Đồ lở quá, đi mẹ này sao chơi game. Cái đồ má, tôi bắt ra này luôn á, tí tôi xài luôn á. Tại đang săn là Zana bắt kéo. Rồi, tí nữa tôi xài đấy. Đồ chán vãi đái các bạn ạ, rốt đồ này sao chơi game. Ờ, bài này lên chết 9 là 6 siêu nghệ 4 rồi không mà. Ừ, khi nào có con để con bởi lý đấy, khi nào có threat hay. Ừ. Nhà ông mới nuôi chó à? Châu. À, nhà Phúc là chó. À không, tôi tưởng nhà Châu mới nuôi chó, thì tôi hỏi. Ủa công này, ngon. Đéo cần này, Ire không ạ? Tôi xem rồi, đâu lúc cuối ông dùng Ire thay cho Fiora nó còn gì? Mà tạc thôi, làm gì có gì đâu. Thì thế. Tác dụng của nó là tính mạng. Tác dụng của nó là tính mạng, cùi chứ là đéo gì. Thế mà kêu không cùng dùng, thì mẹ thực ra là có giờ không? Thì mẹ định văn vở mình, ai ngờ mình có xem các bạn ạ, láo mấy lần. Thôi, đưa đồ con Mordor, nó vừa tanh nó vừa gây đam được. Ô, con mẹ nó chứ kìa. Đổi ta ghét ngay. Ôi, ven. Đi lại về ven lộn. Ven biết lộn quá bạn ạ. Đi. Ừ. Cái bài của Phúc đừng để 4 bí ẩn vội. Bởi vì bây giờ đang ấy mà. Bài của ông phải để nhiều hộ vệ mà Phúc ạ. Con mẹ up level ra Echo luôn. Ôi, 6 siêu nghệ rồi, đẹp rồi. Ok nhá các bạn nhá. Ok, bài ổn rồi. Từ từ. Rồi, bài có 6 siêu nghệ, cứ tính đã. Bắn cái con cái này là được. Con
Bài đang chết 9 mà, đủ slot mà ông, lo gì? Thôi, chơi không chơi 4-0 nữa rồi. Ờ nhở, sao nhặt ớt gót nhở? Đủ mé. Tí nữa là mình là dùng thread. Siêu công nghệ cỡ đéo mà sẽ cần gác. Nó tôi định lấy cái mũ luôn cho Neko một tí không ạ? Ờ đéo lấy cái đèn máu đi, bị thương tốt hơn chứ. Ơ đi, mẹ tôi chết rồi, tôi nhầm, mình đang thiếu vi mà. Đủ mã thay quả này bị mất vi đấy. Đang nếu có giảm hồi máu thì lấy bị thương tốt hơn. Và tính ra siêu công nghệ thì phải lắp nhiều chương trình chụp tội và vui vãi lên. Má, Ron đã được giam đống Zana luôn ạ. Rồi, thua nát gáo rồi. Thua thì đéo là được. Bây giờ carry hơn con IR nhiều. Con IR mà gặp mấy cái bài di dụng sẽ được chơi đéo đâu. Ừ. IR mà thám họ đéo được chơi ấy. IR mà thám móc gì móc đéo chết chứ phải chặt mấy cái chết. Đây 6 siêu công nghệ cho nó khỏe. Bán model đồ vũ công này thì mình đưa được cái vuốt rồng cho Ire này. Chưa, tôi còn chưa đổi đồ mà. Em nếu có đồ thì thôi tạm đi. Ire nếu có đồ thì đéo cần chết phải kẹp đi men đâu không? Cúp cho mẹ nó đi. Đúng rồi, thì nếu như mà mình chơi đủ 4 thời không như ông nói thì tôi mới xài. Tức là tôi phải lên 9 cơ. Ui, về mắn quyết 1200 các bạn ạ, ghê thật. To lắm. 6 thời không 3 siêu công nghệ mà top 5 á. Thì đấy là do bài đối thủ cao tờ em ghê quá thôi. 6 thời không 3 siêu công nghệ đâu các bạn bằng 6 siêu công nghệ đây, 4 thời không. 6 thời không yếu lắm. Ờ 6 nghệ 4 tuổi không khỏe mà. Xem tôi lấy ra đồ như nào các bạn ạ. Xong rồi chúng ta phải roll, đang là chúng ta cũng phải roll rồi mà. Chúng ta vẫn phải roll để cố định cái đội hình ấy. Kiểu roll làm đéo nữa, đến 9. Đồ mà, tôi thấy yếu vãi lìn ấy. Đéo, đéo, vẫn bị dòng dê sau lưng 9 si, mình kẹp cái con phép vào. Cũng được. Đéo máu nhiều, thua cũng được, cái thằng đéo đâu. Ông lên 9 là xong perfect bài rồi, cứ bắt 5 tiền cho nó kéo vào thôi. Được. Cung ghẻ, rất nghe cho con Lucy là đẹp rồi. À, còn nên bắt Ireba không nhỉ các bạn nhỉ? Thôi bán này không không có đồ, đéo cần Ireba đâu. Phí tiền lắm để up chat thì các bạn. Ui, con mẹ con Neko này mà nó ulti thì đừng hỏi tại sao lại bỏng. Trời ơi, cô bóp dài, leo nó ulti không bị hất rồi. Còn về bản lực quá các bạn ạ. Đủ mẹ bây giờ nó carry ghê thật chứ. Căn bản là nó counter được bọn sát thủ. Bọn mật thám nhảy vào mệt. Counter được cái IR luôn, IR đâm đéo được. Cảm ơn Long Vũ nha, cảm ơn Long Vũ nha, lần đầu tặng sao, ok cảm ơn bạn. Có nên bắt Ezreal vào đủ 4 thời không không? Ezreal ngon lắm, nếu không có ma tạc thì Ezreal ngon. Ừ.
Tôi đang nghĩ chủ yếu của con Ezreal là nó trừ mana nhanh lõi liền. Ezreal 50 mana bắn 3 phát đẹp luôn. Ezreal Wukong. Ezreal Wukong, Caitlyn Revenge hoặc Thresh đúng không? Ừ, khi nào mà có con Thresh bỏ mấy Ezreal đi cũng được, để Ezreal ngoài nó kéo vô. Được. Lộn vẫn bị ăn cái kìa, lộn ngu đéo chịu được, xong bây giờ bị ăn tim băng rồi. Đi ra, chan vi bỏ mẹ Lucy. Bỏ Lucy thì để Ezreal làm gì? Trời ơi, khi nào ra con vi thì mẹ ông đợi Ron vi để có red rồi bỏ mẹ đi. À ừ nhở, con vừa nãy con Caitlyn mình không để ý các bạn ơi. Ờ nhưng mà hai thì nó đẹp trai hơn, nó ngắm phát chết con. Quên mất đấy. Như thế là lỗi. Mải nói chuyện quá, quên nữa bạn ạ. Để hai con lì này. Vậy chứ cái vũ trụ này mẹ gặp cái thằng ung thư nó vứt 6 tiên phong và ngu người luôn. 6 tiên phong 4 bây giờ. Gì chảy mà sách quần chạy à? Chịu đấy. Còn Echo để cái góc nào không được đánh. Con nào không biết. Để cái góc nào cũng phải chết. Cái đéo là biết có cái gì. Ui, có vi mật thám. Đứng quá, hai cái đồ hai găng tay luôn, thoải mái đi. Má vừa nó kêu thoải mái ra mất hết luôn ạ. Đủ khó quá. Tôi lượm mẹ vua mốc. Team tôi nhiều đam lắm rồi, tôi lấy thêm vua mốc, lấy thêm tanh rồi. Chưa, tôi đã cho đâu, tôi đang tính, có khi tôi cho Ire á. Tí vi, con vi chỉ cần cầm cái cung vào được rồi. Đúng lý là ông sợ thiếu đam, ông sợ thiếu tanh thì ông nên lấy thêm cái Solari, ông vứt con Echo, ông đứng lên hàng trên cũng được, sao đâu. Ờ, tao nó còn thêm đam nữa đúng không? Ừ, nó vừa thêm đam, nó vừa cho team siêu. Nhưng mà bây giờ tôi có nhiều tanh rồi. Con Echo 2 mũ cũng được, nhưng mà Echo của mình 1 đấy các bạn ơi, mẹ, yếu. Ui, Echo của nó này. Mình nói mà, mình gặp thằng này là nó đấm mình một phát là toang mồm ngay mà. Không sao đâu, ta lên level 9 bây giờ mà, lại đẹp trai. Giờ đang chấp mà. Tôi giờ tôi có quả pháp sư mặt phai chơi vui vẻ không? Pháp sư mặt phai, đấm hết. Đấm được với cái thằng Z với lại tin phong bí ẩn, vui lắm. Chắc bỏ Revenge, à thôi bỏ ấy đi, bỏ Ezreal đi là đẹp rồi không ạ? Ừ, có Thresh thì bán Ezreal đi. Đúng rồi đấy. Đâu có thôi. Xong, bán con mẹ con Ezreal đi rồi vứt con Thresh ra chỗ con Blitz là xong rồi. Mất kéo, có nè, mất kéo xong rồi, nếu không pin thì vứt con Blitz con ra. Không, Blitz đang 2 mà. Blitz 2 nó kéo Blitz vào không sướng rồi. À cho con Thresh kéo Blitz gì? Ờ. Công còn được cái tin phong cha. Ờ, ốc chó đây, sao giờ? Ờ. Ui, 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 đi con mẹ bắn gần hết luôn. Ở đây rồi, sao thích cho Echo rồi, ôi mẹ tiếc quá, biết thế nhặt hai mũ. Hai mũ ra điện sao tích thì nó lại ulti sớm luôn chứ. Tại nãy mình ấy câu 1 ấy, mình nhặt hai mũ mình thấy giấy mèn phiêu lưu ký quá. Chơi chết chín, từ sẽ lên Echo 2. Người chơi không tự tin ông ơi, đi người chơi hèn nhát. Ừ.
Ui các bạn ơi, chơi game này xong rồi cứ đổ đại hack thôi, cứ bảo là chơi game đỏ thôi, chịu chả đỏ tí nào cả. Kỹ năng thôi, lên level đi. Revenge 2 thay Blitz là ngon luôn đấy. Má gặp con Echo nữa này. Tăng hình đi. Ơ kéo được Irene này. Ôi không chết, con Irene thoát rồi, thua rồi. Còn đây mà kéo chết Irene là thắng rồi đấy. Như này kinh như thế này mà con Urgot mình kéo được này, tí nữa win. Quả phải đấy, con Vayne bị cung công hết. Bỏ mẹ Blitz ra đi. Ừ, bỏ Blitz ra đi cho Revenge đi. Vết là kéo được mà. Bỏ Lulu ra luôn đi, kéo con ấy ngon hơn, kéo con Urgot ngon hơn. Thôi để tân 6 mua vậy. Phải cho con này cái vị trí nó an toàn tí. Đây, ở đây là nó sẽ bị kẻ này các bạn này. Con Victor nó kẻ về phía con Caitlyn, thế là con V an toàn này, đấy. Ờ, mẹ, tác dụng của nó cũng như nhau mà ta. Mẹ mày chấp hết. Mình tham đấy các bạn ạ, mình tham luôn đấy. Làm vên quá này. Vên đéo rồi bán đi, ông nghĩ cái game này còn được bao nhiêu round, nhìn máu chúng nó đi. Đủ. Ma. Còn solo 1-1 còn tham cái liền. Tham chứ, cái gì tham được là phải tham chứ. 2 round nữa không ông chết thì đó chết. Cay nhở, mình không ra được con Echo 2 ấy. Bực ghê, Ron chả ra Echo được cả. À, thôi cái dàn kéo vào chất lượng được rồi các bạn ạ. Đúng rồi, đồ liên quan nước mắt là được. Mẹ nào chứ, em bố rồi. Mẹ còn Vi á, Vi vừa đấm đúng lúc. Đấm lúc gì? Gana đang đầy cái mana cái. Đấm nhà stun, stun tí sao bé về bắn chết luôn. Chị.